Chiều ngày 28 tháng 7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị trực tuyến với 19 tỉnh, thành phố đang thực hiện chỉ thị 16 về công tác phòng chống dịch COVID-19. Dự tại điểm cầu Long An có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm cùng các ngành có liên quan. Phần lớn thời gian hội nghị, các địa phương báo cáo về công tác tổ chức đón người dân ở địa phương đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh về quê, kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, công tác phong tỏa, xét nghiệm, truy vết các ca dương tính tại địa bàn, tình hình tiêm vaccine. Đối với Long An, thời gian qua luôn quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để sớm khống chế và dập dịch, nhất là tận dụng thời gian vàng để làm tốt công tác truy vết, sàng lọc trên diện rộng. Do đó, tỉnh kiến nghị kéo dài thêm thời gian giãn cách để địa phương tiếp tục làm sạch vùng xanh gồm 10 huyện thị xã, để làm hậu phương vững chắc tiếp sức cho vùng đỏ với 5 huyện thành phố có nguy cơ cao. Về cái vùng quê thì báo cáo Chính phủ Thủ tướng thì ngay từ khi có văn bản của Bộ Y tế, chúng tôi đã phối hợp với ban nhân dân thành phố Tiền Giang và Đồng Tháp. Vì tất cả những người dân đi qua miền Tây đều phải qua Long An nếu đi đường bộ. Cho nên thì thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang và Đồng Tháp phối hợp rất là tốt với Long An. Và chúng ta cũng xây dựng kịch bản là đi theo có một cái quy định rõ ràng qua hội đồng hương, trước khi test nhanh thì chúng ta tập hợp test nhanh xong âm tính thì mới đưa về, còn dương tính thì thành phố sẵn sàng nhận. Chị Đức Phó Chủ tịch thành phố cũng đã thông tin rất là rõ ràng như thế, nên thì rất là mong các tỉnh thành phố phối hợp chặt chẽ với Long An đã có văn bản gửi các tỉnh thành đó, rất mong sự phối hợp khi mà các đồng chí đón thì chúng tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất để đưa người dân đi qua địa bàn Long An. Với các ý kiến kiến nghị của các địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu các địa phương phải nghiêm túc thực hiện việc cách ly giữa người với người, nhà với nhà. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để có thể chặn đứng được nguồn lây của dịch bệnh. Ngoài ra, các địa phương phải chuẩn bị thật kỹ các phương án phối kết hợp với tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh để đón người dân về địa phương, tránh để người dân tự ý đổ về quê và kiên quyết không cho về quê bằng xe máy. Đồng thời, phải tranh thủ thời gian vàng giãn cách để làm sạch địa bàn, sớm đưa địa phương trở về trạng thái bình thường mới.